Thưa quý vị, khoảng thời gian sau Tết thì thường là giai đoạn mà các hoạt động sản xuất kinh doanh dồn dập trở lại, nhất là tại các làng nghề, các tổ hợp tác kinh doanh thương mại. Bằng việc lồng ghép thông qua các hoạt động sản xuất đầu năm, các cấp hội nông dân thành phố đã đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau giảm nghèo bền vững đến cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn. Hưởng ứng chủ đề năm tái thiết phục hồi và phát triển trong trạng thái mới, ngay từ đầu năm 2022, các cấp hội nông dân thành phố Đà Nẵng đã phát động phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi với nhiều mô hình mới có giá trị kinh tế cao như mô hình nông nghiệp đô thị, các tổ hợp tác sản xuất Tết, tiểu thủ công nghiệp. Phong trào đã giúp giải quyết công ăn việc làm cho nhiều hội viên nông dân, giúp họ có thu nhập ổn định, đồng thời tạo đầu ra cho sản phẩm địa phương. Dưới sự quan tâm của lãnh đạo cấp trên cũng như các cấp thì cũng đã hỗ trợ rất là nhiều về vốn cũng như các nguồn lực khác, đặc biệt là cái nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân cũng như các nguồn vốn ngân hàng chính sách tạo điều kiện thuận lợi đầu tiên để cho những cái hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn phường có điều kiện để mở rộng thêm sản xuất, mua những cái thiết bị máy móc dây chuyền. Bên cạnh đó thì cũng là tạo điều kiện để thu hút những cái lao động nhàn rỗi tại địa phương. Cốt lõi khi triển khai phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trong trạng thái mới chính là vận động nông dân tham gia chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng kết hợp nông lâm công nghiệp và dịch vụ, tham gia thực hiện các mô hình phát triển kinh tế, nhân rộng điển hình tiên tiến trong sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, từ phong trào, cán bộ hội viên nông dân còn đẩy mạnh các hoạt động tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, trao đổi hướng dẫn cách làm ăn để cùng nhau vươn lên làm giàu. Thì chúng tôi cũng đã tổ chức triển khai và chỉ đạo hội nông dân các phường nâng cao hiệu quả của phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Trong đó chúng tôi triển khai 3 cái nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022, trong đó có nhiệm vụ về phát triển sản xuất nông nghiệp và các cái loại sản phẩm hàng hóa để mà phục vụ cho nhân dân. Trước bối cảnh Covid-19 còn phức tạp, việc thay đổi cơ cấu kinh tế mang lại hiệu quả rõ rệt, nhất là các mô hình liên kết chuỗi theo hướng đô thị, nông nghiệp hiện đại và ứng dụng công nghệ cao. Số liệu thống kê từ giữa năm 2021 đến nay cho thấy, doanh thu và sản lượng của các mô hình này thường cao hơn khoảng 50-70% so với lúc chưa chuyển dịch. Trước cái tình hình đất đai nông nghiệp trên địa bàn thành phố ngày càng thu hẹp, mà cái nông nghiệp mà thuần túy nông nghiệp truyền thống trước đây á, thì nó cũng không còn phù hợp. Cái định hướng của thành hội nông dân và đánh các cấp hội cũng như hội nông dân á, là chuyển dần cái mô hình nông nghiệp sang cái nông nghiệp đô thị, nông nghiệp chất lượng cao, đặc biệt là các cái dự án trồng hoa Moroka ở trên Hòa Ninh cũng như Hòa Bắc, rồi dự án trồng nấm ở các cái địa phương, nhất là các cái vùng đô thị. Toàn thành phố hiện có gần 5.520 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp so với giai đoạn 2012-2016, tăng 23%, trong đó số hộ có mức thu nhập trên 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng một năm, tăng 14,5%, và số hộ có mức thu nhập trên 1 tỷ đồng một năm, tăng 80%. Đây sẽ là tiền đề để các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh và lan tỏa phong trào rộng rãi hơn, góp phần chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn thành phố trong giai đoạn tới.